Nghe cha nói xong, Ngô Tuấn vò đầu bứt tai. Cha à, hay mình không chơi với thái tử nữa, cha lại cho con về nhà tìm thầy khác mà học thôi. Chơi với thái tử như chơi với hổ thế này, con sợ lắm. Con ơi, không được đâu, đây là ý trời, là trời điều hành rồi, cha con mình sao cưỡng nổi. Bắt đầu là hoàng thượng để ý tới con, mến con từ ngày người còn là hoàng thái tử, nay lại thêm hoàng tử kế vị mến con nữa, mà con cũng mến thái tử nữa chứ. Thế chẳng phải là cái duyên, cái mệnh ư? Ngô Tuấn thở dài. Thế thì chán nhỉ, lại phải chơi với thái tử. Thái tử lên ngôi, còn lại phải chơi với vua nữa. Khổ con không, từ nay con chẳng ăn cái gì trước mặt thái tử nữa, để tránh cái họa thời chiến quốc cha à. Ngô An Ngữ trầm ngâm một lúc, rồi hỏi con. Con nói thật cha nghe, có bao giờ thái tử đòi chiếm lấy những đồ chơi của con không? Có bao giờ thái tử phạm lỗi rồi đổi cho con không? Có đồ ăn ngon, thái tử có cho con ăn cùng không? Bất chợt gặp một điều gì khó khăn nguy hiểm, thái tử có bỏ con để trốn chạy không? Con cứ nhớ lại tất cả đi, rồi trả lời hết sức trung thực để cha con chu liệu. Cha để cho con nghĩ xem đã nhé. Con nhớ rồi, hôm gì hồi năm ngoái ấy, chú Mạnh chử bạn cha mà cha vẫn khen chú ấy khéo tay ấy. Chú làm cho con một con châu chấu tết thuần bằng lá dừa, đẹp lắm. Con đem sang cung cho thái tử cùng chơi. Thái tử thích lắm, giành lấy chơi suốt buổi sáng. Chiều con về, thái tử cầm con châu chấu trả con, lại bảo, Tuấn đem về nhà chơi, thái tử chơi cả ngày rồi. Con bảo, Tuấn cho thái tử đấy, nhưng thái tử không nhận. Hôm sau con sang, thái tử hỏi, sao Tuấn không đem cái con hôm qua sang chơi? Con bảo, lá khô, nó tóc lại không đẹp nữa, nên không đem đi. Thái tử bảo, giữ nó lại đừng vứt đi Tuấn nhé. Lại một hôm thái tử đùa nghịch với con, chạy quá đà, thái tử xô vào cái kỷ để ấm chén. Một chiếc chén nảy lên, rơi xuống sàn vỡ tan. Lát sau, nhũ mẫu từ trong cung ra, trông thấy liền hỏi, ai đánh vỡ chén ngọc đây? Có phải Ngô Tuấn không? Còn chưa kịp trả lời, thái tử đã nói, tôi đấy, tôi đánh vỡ đấy nhũ mẫu ạ. Có thật không? Nhũ mẫu hỏi lại. Đừng hỏi tôi thế nhũ mẫu, vua cha dạy tôi không bao giờ được nói dối, người nói dối là người không trung thực. Chà, còn việc ăn uống thì chẳng có điều gì đâu, thái tử sợ ăn lắm, nhiều khi cứ bắt con phải ăn giúp phần của thái tử, no đến căng cả bụng. Còn chuyện gì nữa nhỉ? À con nhớ rồi, cái hôm khánh thành cầu vừa rồi ấy, thái tử chạy một mạch sang nhà mình, rủ con ra đồng chơi, con dẫn thái tử ra cánh đồng màu. Chợt thấy con chuồn chuồn ớt đẹp quá, con chuồn chuồn đó tươi bay chập chờn trước mặt thái tử, cứ như là nó chọc vui thái tử ấy. Thái tử giơ tay ra bắt thì nó lại bay vút lên, cứ dập dờn thế. Nó kéo bọn con đi khá xa, tới lúc thái tử bực mình bảo con, chúng mình bắt thằng chuồn chuồn ớt này đi Tuấn. Thế là chúng con cùng săn, mải theo con chuồn chuồn, chúng con nhảy vào ruộng hành hoa của nhà bà Cả Tam. Bà Cả Tam đang làm cỏ rau ở đó, liền chửi bọn con, mấy đứa danh con kia xéo nát hết hành của tao rồi, tao thì lột ra chúng mày. Tay bà cầm chiếc cuốc xới rau giơ lên đe, con bảo thái tử chạy đi. Không chạy, thái tử đáp. Giáp mặt, bà Cả Tam nhận ra con, bà không chửi nữa. Thái tử nói, chúng tôi lỡ xin đền tiền cho bà, tôi trả tiền cho bà cả cái ruộng hành này. Bà Cả Tam trợn tròn mắt, cái nhà cậu này bé người mà ghê nhỉ. Có dễ cậu là con chúa con vua mới thị tiền thị của như thế. Đã vậy, cứ mỗi khóm hành bị các cậu dẫm nát, phải đền tôi một tiền. Bà đếm đi bao nhiêu tiền? Thái tử bảo thế. Bà Cả Tam đếm đi đếm lại, có 57 khóm tất cả. Nhưng theo con chỉ có hơn chục khóm bị nát thôi, còn lại chỉ hơi hơi có bản chân chúng con đặt gần khóm hành, bà ấy cũng tính. Thái tử bèn móc túi, lấy ra một quan tiền, đặt cả vào tay bà Cả Tam. Chúng tôi xin lỗi bà, thừa ba tiền tôi biếu bà cả. Bà Cả Tam kinh ngạc rụt vội tay lại. Thế này thì cậu là con vua con chúa thật rồi, con xin cậu, cậu tha tội cho con lắm mồm. Thái tử đỡ bà Cả Tam. Tôi chỉ là bạn của công tử đây thôi, chúng tôi nghịch ngợm gây thiệt hại, bà cứ cầm lấy tiền đi. Bà Cả Tam lại rối rít. Vâng, nhà cháu xin hai công tử ạ. Thế đấy cha, mọi điều con chỉ nhớ được như vậy thôi. Vậy con yên tâm, thái tử không phải là người ích kỷ. Trái lại, thái tử là người đàng hoàng, trung thực, dũng cảm,
lâm sự không dối trí. Đó là nhân cách của người quân tử, cũng là đức tính của bậc thượng trí. Sau này ắt trở thành vị vua giỏi. Đã lâu đắm chìm vào công việc, lại khi tiên đế vừa băng, các vương làm loạn, rồi hết chuyện nọ đến chuyện kia, trong lòng vua Thái Tông lúc nào cũng rối như canh hẹ. Đêm nay thư tĩnh, Trạnh nhớ Chánh cung, nhà vua sai sắp kiệu để ngài đến thăm Kim Thiên Mai Hoàng hậu. Kiệu vừa dừng trước điện Nguyệt Minh, lũ nô tỳ đã vội chạy vào bẩm báo: "Tâu hoàng hậu, hoàng thượng tới, hoàng thượng tới." Lũ người này cứ cuống cả lên, chính hoàng hậu cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Trang điểm không kịp, nghi thức nghênh đón lại chẳng biện bày, hoa tươi chẳng có, nước thơm vẩy thềm ngọc chưa kịp, phòng ốc chưa xông hương xạ. Thôi cũng đành, hoàng hậu không kịp thay áo, chẳng thể đổi hài, vội chạy ra trước thềm ngọc. Vừa lúc Thái Tông bước vào, hậu vội nhún quỳ cung kính: "Thần thiếp kính chào bệ hạ. Thiếp không được biết bệ hạ ghé thăm, nên không kịp làm lễ cung nghinh, xin bệ hạ tha tội." Thái Tông cười vui vẻ: "Tội lỗi gì đâu, ta chỉ bận việc triều đình, còn hậu chắc cũng mải việc hậu cung. Lâu không tới, chắc hậu giận ta." "Bệ hạ thương mà của, chứ thần thiếp đâu dám." "Hậu và Đông Cung lâu nay như thế nào?" "Thiếp như bệ hạ đã thấy, cứ ngày một mập ra, nhan sắc phai tàn. Còn Đông Cung năm nay lớn vổng lên rồi, đứng đã đến vai công tử Ngô Tuấn, học hành tinh tiến lắm. Thầy văn thầy võ đều khen Đông Cung sáng dạ. Xem ra Đông Cung quyến luyến công tử nhà họ Ngô, đối với nhau như tình huynh đệ. Ấy là thiếp nói về phía Đông Cung thôi, còn như công tử Ngô Tuấn thì biết giữ lễ lắm. Ta cũng không mong gì hơn thế." Đám thị nữ và nô tỳ dâng trà, rồi len lẻn ra ngoài hành lang. Nhà vua vừa nhấp ngụm trà, chợt nhớ loại trà núi Tam Sơn, vị trà tan trong họng, hương vương nơi thành chén. Kỳ lạ, hương trà đưa nhà vua về với những ký ức thời đi mở phủ ở Tam Sơn. Nhớ buổi tìm đến nhà Mạnh Minh, lúc trở về trời đã sẩm chiều, ta gặp nàng quẩy chĩu một giỏ dâu, gương mặt đẹp như khuôn trăng 16, đôi mắt dịu hiền chợt ánh lên một tia sáng mà chỉ có ta mới nhìn thấu. Từ ấy nàng như choán hết cả lòng ta, và ta không thể nào quên được cái phút kỳ diệu ấy. Đời người con trai gặp biết bao là đàn bà con gái, song cái thần minh trai gái giao hòa mà bộc phát ấy chỉ hiện hiện có một lần trong mỗi đời người. Chợt vua hỏi: "Vậy chứ hậu chỉ dùng có một loại trà quê này?" "Dạ, thiếp dùng đó cho đỡ nhớ quê." "Vậy chứ hàng năm nàng không về thăm hai thân sao?" Nghe nhà vua hỏi, hoàng hậu thấy tủi thân, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhà vua không hiểu có điều gì xảy ra. Vua tự nghĩ, hay là từ khi ta lên nối dòng đại thống, sự tri ân với anh em họ hàng nhà nàng chưa thỏa. Thái Tông dằn lòng hỏi: "Ta lên ngôi lập năm hoàng hậu, nàng vẫn là chánh hậu. Ta phong tước cho cha mẹ các hoàng hậu, cha nàng đứng đầu. Huynh trưởng thì ta cho coi sóc khu mật viện, cơ quan đầu não của triều đình. Thứ huynh ta đã triệu thỉnh mấy lần, đều từ chối không muốn về kinh. Ta lại bổ hành khiển chi phủ sự trông coi Lộ Lâm Tây, cũng xin cho nhận hư hàm để được ở nhà phụng dưỡng song thân. Tâu bệ hạ." Hoàng hậu vội gạt nước mắt: "Tâu bệ hạ không phải các chuyện ấy, chỉ vì lâu ngày không được về thăm quê, chợt bệ hạ đoái hỏi, thiếp nhớ song thân nên tủi thân mà lệ cứ tràn ra, chứ thiếp có định khóc đâu." "Vậy chứ tại sao hàng năm lại không về quê thăm song thân? Ta nhớ triều đình đã có điển lệ cơ mà." "Tâu bệ hạ đúng như vậy đấy. Quy chế triều đình cho phép các hoàng hậu, hoàng phi từ nhất nhị phẩm mỗi năm được một lần về tạ ơn tổ phụ vào tiết Thanh Minh. Nhưng từ khi tiên đế băng, hàng năm ngày quốc kỵ lại đúng tiết Thanh Minh mà hoàng thượng chưa cho thay đổi. Hóa nên phủ Tông Trinh không dám tự tiện. Bệ hạ minh xét." "Trời ơi, việc chỉ có thế mà không chịu tâu báo lên, cứ để âm thầm suốt mấy năm nay." Suy nghĩ giây lâu, Thái Tông phán: "Quy định cho các hậu các phi về vào tiết Thanh Minh nhằm tạ ơn điệt tổ, nay vướng vào ngày quốc kỵ sẽ thay vào tiết Thường Tân mồng 10 tháng 10, tức là lễ cúng cơm mới, là dịp dâng lên tổ phụ sản phẩm đầu tiên làm ra của một năm. Mai thiết triều, ta sẽ sai bên Đông Tây thượng cấp môn sứ
làm sớ tâu lên tại Y Chuẩn, rồi bên phủ Tông Trinh, cứ chiều đó mà thi hành. Sắp tới lễ thường tân rồi đó, hậu lo soạn sửa đi là vừa. Tạ ơn bệ hạ đã ban trọng ân. Có một việc này ta muốn nhờ hậu coi sóc giúp ta. Bệ hạ cứ dạy. Tiên đế ra đi thoát đã 5 năm, số cung nữ hầu hạ tiên đế phần lớn đã cao tuổi, có người suốt đời không được ân sủng, nghĩ cũng thương tình, chẳng nhẽ để họ chết già ở trong cung ư? Theo ta, nàng cùng với bên nội thị giám kiểm sổ sách, đối chiếu với từng người, xem trong đám ấy những ai còn trẻ thì cho người ta giải cung. Khi đã giải cung rồi thì được phép lập gia đình. Mỗi cung nữ giải cung, triều đình cấp cho 30 quan tiền, 3 mẫu ruộng theo 3 thứ hạng, nhất nhị tam đẳng tiền. Với các cung nữ lớn tuổi, nàng truyền dạy cho họ nghề trồng dâu, chăn tằm, ươm tơ. Thành nghề rồi cũng cho giải cung, ruộng cũng chỉ 3 mẫu thôi. Những người lớn tuổi này bị thiệt thòi nhiều, nên tiền được cấp thêm 20 quan, vị chi 50 quan cả thảy. Cũng có người vì nghĩa không muốn về, cũng có người không còn thân thích, cũng không muốn về. Với những người ấy, vẫn dạy nghề cho họ, rồi cấp đất trong mấy phường gần đây cho họ trồng trọt chăn nuôi. Làm được bao nhiêu, cho họ chia nhau làm vốn. Hàng tháng, lương vẫn được lĩnh như cũ. Hoặc giả, nếu có ai muốn nương nhờ cửa Phật, thì thu xếp cho họ về các chùa làng. Ngay cả khi họ đã xuất gia, thì phần lộc của triều đình ban vẫn không bị cắt giảm. Nói xong, nhà vua buông một tiếng thở dài, tưởng như là sự cảm thông của vị hoàng đế đứng đầu một quốc gia với thân phận những cung nữ bất hạnh. Mai hoàng hậu lại nghĩ khác, bà nghĩ đến những người cung nữ đang được tiếp tục tuyển lựa. Liệu rồi số phận họ có hơn gì những cung nữ tiền triều mà hoàng thượng đang ra ân? Rời Lạng Châu, quan khu mật sứ và các tùy tùng liền quay đầu ngựa đi về phía Hải Đông. Đường đi len lách hết rừng rậm, lại suối sâu đèo cao, thật là gian nan. Nhã ra cứ đi theo đường thiên lý thì rất thảnh thơi, nhưng quan khu mật sứ lại muốn đi theo đường ngựa trạm để kiểm xét việc canh phòng có được nghiêm cẩn không. Đường ngựa trạm nghĩa là con đường hiểm trở, chỉ đi được một ngựa, cắt thẳng theo đường chim bay. Cách 5 dặm có một hỏa trạm, nơi đây lúc nào cũng phải có khói. Ban ngày nhìn theo vệt khói bốc lên nền trời cao, ban đêm nhìn theo ánh lửa để nhận biết dấu hiệu của sự an bình. Vì vậy, các hỏa trạm phải đặt trên đường thượng đạo, nơi các mỏm núi cao để từ xa có thể nhìn được. Và cứ như vậy, các hỏa trạm được thiết lập từ biên ải về tới kinh thành, để lúc nào triều đình cũng kiểm soát được sự an nguy của đất nước. Còn ngựa trạm, lúc bình thường cứ 40 dặm phu trạm được đổi ngựa một lần. Nhưng nếu tình hình khẩn cấp phải chạy ngựa lưu tinh thì 20 dặm được đổi ngựa một lần. Cứ thế, việc thông đạt tin tức từ mọi miền đất nước về triều đình không bao giờ bị gián đoạn. Men theo đường thượng đạo, thầy trò quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh đi 2 ngày 1 đêm thì về tới một đồn trạm tiếp giáp giữa rừng và biển, ấy là nguồn Tam Chỉ. Ngựa vừa dừng trước cửa trạm thì trời cũng ập tối. Thấy sứ giả của triều đình tới, viên đô giám vội chạy ra đón, cầm chiếc tín bài trong tay lật đi lật lại không còn ngờ gì nữa. Viên đô giám run cầm cập, y lo lắng không biết có sự việc gì trọng đại xảy ra khiến nhà vua phải cử một đại quan tới miền biên viễn này. Khi mệnh quan đã an tọa, tự tay đô giám pha trà và bê nước mời thượng quan cùng hai vị tùy tùng. Thấy lời hỏi han vỗ về của thượng quan vừa ôn tồn vừa bình thản, viên đô giám đã bình tĩnh trở lại, y bèn vòng tay cúi đầu. Bẩm thượng quan, chúng con là một lũ lính tốt được các quan cho trấn ở nơi rừng sú sông biển này, chẳng hay có việc gì xin thượng quan cứ sai bảo. Quan khu mật sứ cười xòa, ông đứng dậy vỗ vai viên đô giám và ấn ông ta ngồi xuống chiếc ghế tre. Hãy cứ ngồi xuống đây, ông để ta uống chén nước nóng cho ấm người lại đã. Ông không thấy bọn ta tái tím cả môi sao? Lúc này đô giám mới dám ngừng nhìn khách. Quả đúng như nhời, các quan lạnh quá, vẻ sợ hãi, đô giám cúi đầu. Con thật đắc tội với thượng quan. Nói rồi ông sai đám lính tốt đem củi vào đốt,
lại sai làm cơm rượu. Nước ấm bụng, lại có củi sưởi, các quan khách đã tươi tỉnh, mặt mũi hồng hào. Chờ có tiếng ngựa dồn vó, rồi ghìm đứng trước cổng trạm. Một toán người ngựa đang lao sao ở phía ngoài. Viên đô giám chạy ra cổng, đã vội kêu lên. Bẩm quan thông phán, quan tổng quản, may cho con quá. Cái gì mà may rủi đó? Viên tổng quản vỗ vai đô giám hỏi. Dạ bẩm, có mệnh quan ở triều đình về, con sợ quá không biết tiếp rước thế nào. Phận lính thú chúng con đâu biết phép tắc, chỉ sợ đắc tội với thượng quan. Vì thế thấy các quan còn như chút được gánh nặng. Vừa lúc ấy Mạnh Minh từ trong trại bước ra, cười nói. Thì ra sự có mặt của bọn ta là gánh nặng cho ông đô giám. Dạ dạ không phải thế, con chỉ muốn nói phận lính tráng chúng con sao đủ tư cách tiếp thượng quan. Này thấy quan thông phán, quan tổng quản, con vui quá, nói mà không kịp nghĩ, xin thượng quan tha tội. Phân ngôi chủ khách, biết Mạnh Minh là quan lớn đầu triều, viên thông phán bèn đứng dậy, chắp hai tay vái rồi nói. Đây là chốn đồn ải sơ sài, trống trải, hạ cấp xin được rước quan khu mật sứ về châu đường nghỉ ngơi, rồi sẽ cùng với quan tổng quản tâu báo việc dân, việc quân và tình hình biên thùy để thượng quan võ. Thật là may mắn, mấy bữa nay hạ cấp hợp lực đi kiểm xét vùng đất phên dậu, được gặp đại quan ở đây, nếu không thì thật là đắc tội. Viên đô giám bước vào nhà, mặt mày tươi rói, nói năng lắp bắp. Dạ bẩm các quan lớn, cơm nước lính tráng đã chuẩn bị xong, xin các quan cho phép con được bê lên hầu. Mai Mạnh Minh vừa ngừng nhìn đã thấy ba người lính bê ba mâm cơm. Lấy làm lạ, quan khu mật sứ liền hỏi. Có ba chúng ta và ông nữa, mà những ba mâm cơm là thế nào? Đô giám vẻ xun xoe. Bẩm, con đô giám được ngồi với các quan. Con xin phép, đã ăn với lính từ lúc sắp lặn mặt rời rồi ạ. Dạ thưa, đây là ba quan lớn, danh vị trên dưới đều khác, nên con sắp mỗi quan một mâm cho tiện. Mạnh Minh cười hỏi lại, ví như có 100 người khách, mỗi người một chức tước trên dưới khác nhau, liệu ông có đủ sức làm 100 mâm cơm không? Đô giám sở tai, hai má đỏ ửng vì không biết trả lời thế nào. Bèn đáp, dạ, các quan chẳng bao giờ đi đông như vậy. Và lại, chúng con lính tráng đồn thú trốn biên thủy thô phác, không thông lễ nghĩa, xin thượng quan tha tội. Đúng đó, đây là nơi đồn thú biên thủy, lẽ ra bọn ta không được phiền các ông, cho nên mọi sự phải được châm trước. Ông cho ba chúng ta ngồi cùng một mâm để còn trò chuyện. Chẳng nhẽ ta từ Thăng Long tới đây chỉ có mỗi việc đòi ăn sao? Dạ dạ, xin mệnh quan tha tội. Chúng con phận lính thú ngu dại, khỏi nhiều lời, ông cho chúng ta ăn uống ngay đi. Các quan đều ngồi trên sàn, sàn bắc bằng tre, cao hơn nền nhà chừng 4 gang tay. Mặt sàn lát nứa đập dập trải chiếu. Sàn để nằm thay giường, vừa thoáng vừa phòng rắn rết từ rừng bò vào. Giữa nhà đốt một đống củi, lửa cháy soi sáng khắp lán. Những tàn than trắng chốc chốc lại bay lên khi có tiếng nổ lép bép nơi mấy cành củi tươi. Viên đô giám bước vào nhà, nách vải cắp hũ rượu to bằng 2 quả bầu nậm, tay bên trái cầm 3 chiếc bát uống rượu. Vừa đặt bát xuống, y đã vội rót đầy 3 bát rượu. Những chiếc bát thành cao, đáy sâu, ngoài láng men màu ngọc thạch, mát rượi, lòng bát màu men trắng như hạt gạo nếp, rượu trong suốt đáy, sủi tăm. Mùi men bốc thơm khiến cánh mũi các quan phập phồng. Nâng từng bát đưa tận tay các quan, đô giám vòng tay nói. Bẩm các đại quan, nơi đồn ải heo hút vùng biên thủy xa lắc này, đám lính thú chúng con được các quan hạ cố thật là đại hạnh. Chúng con lòng thành xin các quan dùng chén rượu nhạt. Đa tạ đa tạ, quan khu mật sứ vội đáp lời. Quan thông phán bèn đỡ lời. Dạ bẩm quan khu mật sứ, bản châu heo hút trốn biên thủy chẳng mấy khi được mệnh quan đoái tới. Đúng như ông đô giám vừa nói, đây thật là một đại hạnh cho cả châu vạn linh này. Chỉ tiếc không được biết trước, để làm lễ tiếp rước cho đúng quy củ phép tắc của triều đình. Này đô giám có chén rượu nhạt, hạ quan xin được mời mệnh quan uống một chén tẩy trần. Nói xong, viên thông phán nâng bát rượu lên ngang miệng, có ý chờ thượng quan. Mai Mạnh Minh bèn bê lấy bát rượu. Ông giơ cao ngang mày, nói.
Ta thật không ngờ nơi biên ải quạnh vắng, trăm bề khó khăn mà các ông giữ gìn phong hóa lễ nghĩa, thật chẳng khác mấy so với Thăng Long. Thay mặt triều đình, ta có nhời ngợi khen các ông. Nào xin mời. Nói xong, quan lớn đưa tay che miệng, ngửa cổ uống một hơi cạn bát rượu. Đặt chiếc bát xuống, Mai Mạnh Minh nói luôn: Ta cảm kích tấm lòng hiếu khách của các ông. Song ta nói trước, tửu lượng của ta tuy xa các ông, và lại trên đường kinh dinh, ta không được phép quá chén. Phiền các ông đừng có ép ta. Thượng cấp nói vậy, nhưng tổng quản vốn là một võ tướng người Dao, một dân tộc vốn có học thức và tự cho mình là con cháu của bàn cổ. Người Dao tự nhận mình là con cháu của bàn cổ, mà bàn cổ, truyền thuyết của Trung Quốc, là người sinh ra trước trời đất. Bàn cổ thủ xuất, thủy phán âm dương, tý hội khai thiên, tức là bàn cổ ra đời rồi mới phân dạ âm dương, tới hội tý mới có trời. Tỏ ra không chịu lép với Quan Châu, y vốn người to cao, mặt vuông cằm bạnh, lông mày trổi xẻ, da bánh mật. Tổng quản bữa nay vẫn sắc phục võ tướng, áo cổ lá sen kép vòng tới nửa ngực và trùm lên hai bờ vai, ngực theo hình con sóc, tay chẽn, đầu đội mũ đâu mâu không có chỏm, kiểu mũ các bậc võ quan hàng cửu phẩm, may bằng da dê, có đuôi trùm kín gáy. Tổng quản nhổm người bước ra khỏi sàn, chỗ y ngồi các nan tre lõm xuống như một cái hố, nay từ từ vồng lên. Y vòng tay kính cẩn: Bẩm mệnh quan với Quan Châu của con đều là các bậc bề trên, lại là người kinh, còn con vốn dân võ biển, lại là người Dao, mà triều đình thường gọi là dân man. Con xin mạo muội được mời đại quan và Quan Châu một chén rượu, tự tay người Dao rót, để tỏ cái tình của người Man Dao đối với triều đình. Nói xong, y rót đầy cả ba bát rượu. Quan khu mật sứ vui vẻ nâng bát rượu lên nói: Nào, ta uống cái tình của người Dao, tình của tướng quân. Đoạn quan lớn ngửa cổ che miệng uống một hơi cạn sạch, rồi ông dốc ngược bát lại nói: Ông tổng quản thấy chưa, ta uống trọn cái tình của ông rồi đó. Viên tổng quản tỏ ra sung sướng, y sụp xuống lễ quan khu mật sứ hai lễ: Tạ ơn mệnh quan, tạ ơn mệnh quan. Trong không khí thân mật, quan khu mật sứ hỏi: Các ông thử cho ta biết tình hình binh lính đồn thú nơi các ải lũy vùng phên dậu này ra sao? Viên tổng quản vội đáp: Bẩm thượng quan, lính đồn thú ở đây thuần dân địa phương nên không có ai bỏ trốn. Và lại, lính bây giờ không bị bỏ đói, không bị ăn bớt khẩu phần, không phải đi làm cho nhà quan, bỏ việc luyện tập, canh phòng như bố con thời vua Lê ngoại triều. Thế thì tốt, quan khu mật sứ đáp: Chính ta quan tâm là các việc đó. Triều đình biết thân phận người lính là ở hàng cuối chót. Nếu ta không chăm sóc nuôi vỗ, không đối xử công bằng, khiến họ phải bất mãn, nhất loạt bỏ trốn, thì dựa vào ai làm phên dậu để che chắn cho cả nước? Các ông còn được như thế này, ta còn được như thế này, nói cho cùng là nhờ ở những người lính ấy, những người vào hàng thấp nhất của nấc thang xã hội. Bởi vậy ta phải chăm lo cho họ. Mai mốt ta sẽ đi kiểm xét từng đồn ải nơi biên thùy. Nếu quả như nhời ông tổng quản, ắt ông và ông thông phán ở châu này sẽ được triều đình ban thưởng. Đa tạ đại quan. Viên thông phán tiếp lời: Dạ đúng như nhời ông tổng quản đã trình với đại quan. Hạ cấp không bao giờ dám tâu báo việc gì sai quấy để được thượng cấp ban khen đâu, vì rằng có dối trên cùng lắm được một đôi lần, nhưng lại không thể dối cấp dưới và dối dân được. Hàng ngày hạ cấp phải đối mặt với họ, phải quấy hay dở gì họ đều biết hết. Tâu đại quan, triều đình ở xa, nói gì dân đâu có biết, nhưng ở nơi biên ải, nơi châu mường này mà người đứng đầu nói sai, nói dối là dân không tin. Một khi người dân đã không tin nữa thì bọn hạ cấp dù có ba đầu sáu tay cũng không làm nổi việc gì. Hạ cấp làm việc lâu ở nơi châu mường đều biết, chỉ có thương dân chăm lo thật sự cho họ. Với lính tráng cũng thế thôi, tới khi lâm sự dù khó khăn nguy hiểm, họ đều tận lực với ta gánh vác công việc. Mai Mạnh Minh nghe hai viên tổng quản và thông phán nói, lòng ông vui như tâm trạng người đi chảy hội. Ông biết hai người này
đều nói lên các việc họ đã làm. Họ không lèo mép như mấy vị đại quan thuộc đại an phủ sứ ở Thăng Long, vụng làm nhưng lại khéo đưa đẩy. Họ mới chính là bầy tôi chung của triều đình, là phên dậu vững chắc cho cả quốc gia dân tộc. Miền biên viễn mà có được những viên quan biết làm việc, biết thương dân, thương lính thế này sẽ làm tăng sức mạnh của quốc gia lên biết mấy. Nghĩ vậy, ông tươi cười nói: cứ như lời của ông thông phán, thì đối với dân, người làm quan phải có bụng thực. Hóa nên sự chân thực lại chính là sức mạnh để quy tụ lòng người. Dạ bẩm đúng như vậy đấy. Cả hai viên quan châu đều xác nhận. Nhân đây ta muốn hỏi quan thông phán, việc sinh sống của dân chúng trong vùng thế nào, có đủ lúa gạo ăn không? Nạn cho vay nặng lãi ở đây thế nào? Đó là những điều ta cần biết đích thực, để rồi triều đình sẽ có cách giúp các châu lộ. Tiệc đã gần mãn, nhưng không có ai say, bởi mệnh quan đã nói đang đi công cán, không được phép quá chén. Tuy nhiên, không khí ấm cúng thân tình do quan khu mật sứ có tấm lòng cảm thông và cả sự trân trọng đối với người dưới, nên các viên thông phán, viên tổng quản đều tâu báo mọi việc hết sức cởi mở, không có sự man trá, che bịt. Và cũng tự biết, với bậc mệnh quan đã đi như đi vi hành thế này cũng khó bề che bịt được. Nghĩ vậy, viên thông phán bèn sửa lại mũ, nhưng hai tay đưa lên vuốt, chỉ chạm búi tóc, chứ không có mũ. Kỳ thực rượu vào, lửa củi làm cho ấm nóng. Ông ta đã tháo chiếc mũ đặt phía sau lưng từ lâu, mà hiện thời ông không nhớ là mình có đội mũ hay không. Nghĩ vậy, viên thông phán bèn sửa lại mũ, nhưng hai tay đưa lên vuốt, chỉ chạm búi tóc chứ không có mũ. Kỳ thực rượu vào, lửa củi làm cho ấm nóng. Ông ta đã tháo chiếc mũ đặt phía sau lưng từ lâu, mà hiện thời ông không nhớ là mình có đội mũ hay không. Đành liều, ông sửa lại nếp áo và có vẻ hơi lúng túng. Ông nói: bẩm mệnh quan, quả thực là hạ cấp chưa bao giờ được tiếp kiến một mệnh quan đầu triều, chứ chưa dám nói là được ngồi thù tiếp với đại quan như thế này. Cho nên trong lòng cảm động quá. Đúng là triều thiên thánh, Đức Kim Thượng còn trẻ, nên làm việc gì cũng mới mẻ, mạnh mẽ. Này ông thông phán, ta chuộng sự thô phát, ông khỏi cần rào đón lựa lời mà làm chi. Ông cứ nói thẳng vào những điều ta vừa hỏi. Bẩm vâng, hạ cấp xin thưa thực với mệnh quan rằng dân miền biên viễn vẫn còn nghèo lắm. Ơn trên, từ triều Thuận Thiên tới triều Thiên Thánh, dân vẫn được tha tô thuế. Riêng về đường lúa gạo thì không bao giờ đủ ăn cả, vì rằng dân chỉ trồng được lúa nương mỗi năm một vụ, ngoài ra phải trồng ngô khoai sắn, nhưng trồng gì cũng bị thú rừng phá dữ lắm. Trồng ngô thì lũ khỉ bẻ trộm gần hết bắp, trồng khoai sắn thì lũ lợn rừng, lũ nhím đào bới từ khi củ mới nhú. Dạ, dân có làm tròi canh dữ đấy ạ. Nhưng chỉ sơ sẩy lúc chập tối, nấn ná sau bữa cơm chiều, chưa kịp lên chòi canh trên nương là lũ lợn rừng đã đào xới lung tung cả. Thành thử, thưa đại quan, vào kỳ giáp hạt, dân vẫn bị tắt bữa. Nhà nào có đàn ông khỏe mạnh thì vào rừng đào củ mài, đi săn, đi bẫy thú cũng có thể bù đắp vào việc thiếu lúa gạo. Dù những nhà không có đàn ông khỏe mạnh, lại nhiều trẻ con, ông bà già thì phải đi vay. Dạ bẩm đại quan, nạn cho vay đổi hạt ở vùng đây vẫn còn tệ hại lắm. Chỉ độ một tháng, có khi không đến một tháng phải trả lãi gấp đôi. Mà lúc cho vay, họ trộn cả thóc lửng, thóc lép vào. Nhưng khi thu nợ, thóc sạch đến mấy, họ cũng đưa vào quạt hòm, quay tít, cứ gọi là họ lấy thuần thóc mẩy. Cho nên những nhà đã nghèo lại càng nghèo thêm. Dạ, ý nguyện của dân chúng chỉ mong triều đình lập kho lương ở vùng này, gặp những năm mất mùa, những vụ giáp hạt, triều đình cho dân vay đổi hạt, dân chúng không dám để kho lương của triều đình sa sẩy, thất thoát một hạt nào. Còn dân chúng đỡ khổ về nạn giáp hạt, nạn vay nặng lãi. Ý ông hay đấy, việc này ta sẽ tâu báo với nhà vua. Nhưng sao dân chúng không hái nấm, lấy sa nhân thảo quả, hoặc giả cả trầm hương nữa mà bán sang tàu, rồi mua lúa gạo về mà ăn? Dạ bẩm mệnh quan, các việc mệnh quan nói dân đều có làm cả.
Riêng Trầm Hương, Tùng Hương thì vùng này không có. Còn như Nấm Hương, Sa Nhân, Thảo Quả, Hà Thủ Ô, Ba Kích trước vẫn bán cho người Tống sang mua cả đấy. Nhưng mấy năm nay bên ấy họ có loạn, dân họ cũng đói lắm, thường dạt sang bên này kiếm ăn. Biên dân, biên tướng, biên quân của ta vất vả lắm mới ngăn được họ tràn sang để giữ lấy miếng ăn cho người mình. Vậy chứ biên quân của họ có tràn sang ta quấy nhiễu gì không, ông tổng quản? Quan khu mật sứ quay hỏi viên tổng quản. Bẩm thượng quan, hiện thời quân Tống giữ nhà chẳng xong, sao còn dám quấy quả gì ta? Viên tổng quản trả lời vẻ tự mãn, coi thường biên quân, biên tướng của Tống triều. Thôi được, mai ta sẽ đi kiểm xét thế quân biên tái của bên ta. Nhân thể ta thị sát bên Tống xem sao. Ta muốn biết nơi thôn ấp, nơi bản mường, bọn xã quan có nhũng nhiễu dân lắm không? Quan khu mật sứ nhìn thẳng vào gương mặt đỏ gay vì rượu và lửa nóng của viên thông phán hỏi. Dạ bẩm thượng quan, nếu nói rằng những người chăn dân, những người quyền chức ở châu Vạn Ninh này đều thương dân như cha mẹ thương con, như anh chị thương em cả, thì chẳng có ai tin được. Nhưng chức dịch đối với dân như rắn rết, hùm sói, kiểu dưới thời Lê Ngoại Triều thì cũng không có đâu. Dạ bẩm, cứ xem triều đình như một tấm gương, từ Đức Kim Thượng cho chí các mệnh quan đều như một tấm gương sáng, thì các cấp từ lộ quận châu tới hương ấp, xin mệnh quan tha tội chứ, cứ gọi là răm rắp làm theo, sức mấy mà dám trái ý bề trên. Ví như ở châu của hạ cấp đây, mấy tháng trước có viên xã trưởng xã Đầm Hà vì bên người họ nhà mình mà xử ức cho dân, lại còn đánh trượng người dân vô tội nữa. Dân đâm đơn kiện lên châu, hạ quan về đến tận nơi xem xét, sự việc quả thật không có gì lớn. Nguyên giữa bờ dậu của hai nhà mọc lên một cây trám, kể cũng lâu năm rồi, thân nó tới gần hai người ôm. Những năm trước, cha mẹ hai nhà đã ước với nhau cứ để cái cây to cho nó mát cả hai khoảnh vườn. Nếu cây có quả thì cành chĩa về phần đất nhà nào, nhà ấy hái, tính từ giữa cây trở ra. Mấy chục năm trôi qua, hai nhà vẫn êm thuận, không có điều tiếng gì. Gần chục năm lại đây, cha mẹ hai nhà lần lượt qua đời. Nhà ở bên hữu cây, tự nhiên có người ốm lâu ngày không khỏi. Đi xem, thầy bói bảo động hướng chuồng lợn. Thế là họ chạy chuồng lợn về phía cây chám. Vài năm sau, cây hút chất phân từ chuồng lợn, khiến nửa bên hữu cây chám xanh tốt, cành vươn dài, quả sai lúc liễu. Còn nửa cây bên tả, cành lá sơ dơ, quả thưa lại nhỏ. Thế là anh chủ nhà bên tả đòi phải lấy quả xuống chia đôi. Bên hữu không chịu, bên tả định chặt cây, bên hữu ngăn lại, hai bên lời qua tiếng lại xô xát. Người nhà bên tả cậy có chú họ làm xã trưởng càng làm ra lăng mạ nhà bên hữu, hai nhà ẩu đả. Xã trưởng lấy cớ chủ nhà bên hữu gây gổ đánh nhau làm mất an ninh làng xã, bèn sai Phu Tuần nọc chủ nhà bên hữu đánh ba hèo, lại cho nhà bên tả thắng kiện, được sở hữu toàn cây chám. Bên hữu không chịu, nói nếu ông xã trưởng xử ức như thế thì cứ đất trăng dây, cây cắm xào, rồi họ nộp đơn kiện cả nhà bên tả và viên xã trưởng. Nghe chuyện tranh chấp trong dân có phần gần gũi với cuộc sống hàng ngày, quan khu mật sứ thật sự quan tâm, liền hỏi, vậy chứ ông khu xử việc này ra sao? Dạ bẩm, hạ quan đến tận nơi xem xét, rồi hạ quan đích thân xử như sau. Hai nhà có chung một cây cổ thụ, do tình cảm của các bậc phụ mẫu để lại, vừa có bóng mát, vừa được ăn quả, nay phải tuân theo di huấn của cha mẹ, không được làm khác. Việc nhà bên hữu di chuồng lợn đến gốc cây chám là do tình thế bất khả kháng, chứ không phải cố tình chiếm đoạt. Nay nhà bên tả muốn cây tốt về phía bên nhà mình, thì mặc lòng bón đất, bón phân hoặc di rời chuồng lợn về phía gốc cây, thì đó là quyền của nhà bên tả. Cha mẹ đôi nhà vì một cái cây mà nên tình lân bang hòa ái, nay cũng vì cái cây đó mà con cháu trở nên bất hòa, khiến đánh chửi nhau và phải thưa kiện. Thế là con cái phạm tội bất kính phụ mẫu, cũng tức là bất hiếu. Lại nữa, cây chám này nếu lâu năm cằn cỗi mà chết thì hai nhà bàn bạc đốn hạ, chia chác chỗ củi cho công bằng. Còn như một bên vì bực giận mà đốn rễ hoặc tìm cách làm cho cây phải chết, khi quan khám xét ra thì cứ triều luật chặt phá cây non hoặc vô cớ chặt hạ cây ăn trái,
cây cho bóng mát của triều đình mà chỉ tội. Còn viên xã trưởng vô cớ đánh người vô tội để tiếng xấu cho chức dịch, phải bồi thường đòn oan và danh dự cho nhà bên hữu 3 quan tiền, cộng với 2 quan tiền nộp phạt vì tự tình mà bẻ cong công lý. Số tiền 2 quan này nộp vào công quỹ của xã. Nhà bên tả cũng phải nộp phạt 1 quan vì dám dựa vào thế lực của người chú để ức hiếp hàng xóm. Nói xong, viên thông phán nhìn quan khu mật sứ vái một vái. Bẩm mệnh quan, hạ cấp xử từ đầu chí cuối vụ kiện là như thế, không biết có thấu lý đạt tình hay lại phạm vào điều luật nào của triều đình mà hạ cấp không được biết, xin thượng quan chỉ giáo. Quan khu mật sứ vui ra mặt, ông nắm lấy bàn tay gầy guộc của viên thông phán lắc lắc một hồi với vẻ thân mật. Ông bảo, ta thật không ngờ ở nơi biên thùy heo hút này lại có được một quan châu nắm vững luật pháp và hành xử một cách nhân trí đến như vậy. Thật là thấu lý đạt tình mà lại có cả sự răn đe. Răn đe không được ỷ thế lộng quyền, răn đe không để cho người thân cậy thế mà làm bậy. Răn đe là phải biết tôn trọng con người, không thể động một tí là nọc người dân ra đánh trượng. Hay lắm, ta nói để ông biết, cả như đình úy Tự Khanh cũng xử đến như thế này là cùng. Nào ông thông phán, ông cho ta biết thêm từ sau vụ xử ấy, dân Đầm Hà và dân trong hạt có bàn tán gì không? Lại nữa, các xã quan có kêu ca gì không? Bẩm mệnh quan thương mà khen hạ cấp, nhưng việc này nói ra từ cửa miệng hạ cấp, e không tiện. Nếu mệnh quan có thì giờ, xin người phi hành xuống nơi hương ấp. Bằng không, mệnh quan hỏi ông tổng quản đây đôi lời. Hạ cấp xin phép ra ngoài để tổng quản nói cho được tự nhiên. Nói xong, thông phán toan đứng dậy. Quan khu mật sứ ngăn lại. Ông thông phán không phải đi đâu hết. Ta nghe cả 2 người cùng nói. Làm sao ta lại không tin các ông được? Nếu trên dưới không có lòng tin nhau, ắt nước loạn. Chúng ta đang sống trong một thời thịnh kia mà. Nào, ông tổng quản nói đi. Vốn là một quan võ, quen chém to kho mặn, cực chẳng đã phải ngồi bó gối tiếp thượng quan. Nay lại phải nói nữa, thì nói cái gì đây? Suy nghĩ giây lát, tổng quản e hèm. Dạ bẩm mệnh quan, cái vụ quan thông phán xử ở Đầm Hà, nay thì trong châu không còn ai là người không biết đến. Chà chà, biết nói thế nào nhỉ? Dạ người dân họ bảo, bây giờ thì tin quan trên được rồi, không có sự quan trên, quan dưới bênh nhau mà hà hiếp người dân nữa. Có cụ già 80-90 tuổi cười ra nước mắt nói rằng, sống ngần này tuổi trời, chưa bao giờ được biết người dân đen thấp cổ bé họng đi kiện ông quan của xã lại thắng kiện, không mất một xu nào theo kiện. Còn được 3 quan tiền đem về nhà mình, cụ bảo chuyện cứ như trong mơ, chứ không phải là chuyện đời nữa. Dạ bẩm mệnh quan, theo người dân họ bảo, đói chịu được, chứ bất công thì không chịu được. Dạ, cứ như hiện nay, triều đình bảo nhảy xuống nước, nhảy vào lửa, ở đâu không biết, chứ riêng châu Vạn Ninh này, dân nhảy liền. Nói xong, viên tổng quản xoa 2 bàn tay chai cứng vào nhau, miệng cười đôn hậu. Dạ bẩm mệnh quan, dân người ta nói nhiều lắm, nhưng cứ toàn kể cái tốt của hạt mình, còn ngượng lắm ạ. Đêm yên tĩnh, xa xa có tiếng hổ gầm, đống lửa giữa nhà đã tắt, than gần tàn, gió lạnh lùa vào trong nhà, thổi đám tàn than bay trắng xóa. Chiếc đóm gỗ thông lập lòe, khói bốc đen xì, quan khu mật sứ vẻ hài lòng. Đêm khuya, khi đi nghỉ rồi, sớm mai các ông cho ta đi kiểm xét các đồn trại, ta cũng muốn xuống vài thôn ấp, các ông sai quân sắp cho ta một chiếc thuyền tốt, hơn chục tay chèo khỏe. Sớm ngày kia từ đây ta dong buồm thẳng ra Mũi Ngọc, xong ta chở buồm quay về Vân Đồn. Tới đó ta đi ngựa trả thuyền cho quân đưa về Vạn Ninh. Có nhiều điều cần nói lại với các ông, nhưng thôi để đến mai. Tuy nhiên có việc quan yếu ta phải nói ngay, kẻo mai lỡ quên. Đó là việc canh phòng biên ải, không một giờ một khắc nào được trễ nải, phải truyền lại cho quân điều đó. Các đô quân hỗ tương cho các đồn lũy biên thùy, phải giấu lực lượng cho thật kín nhẹm. Nhưng khi có biến, phải cấp kỳ khai triển, đánh đòn xuất kỳ bất ý, khiến kẻ xâm nhập trở tay không kịp. Ta chuyển tới các ông ý chỉ của Hoàng thượng rằng,
không được phép coi thường người Tống. Nhất thời họ bị sa sút bởi Tống Nhân Tông thì nhu nhược, triều quan chia lòng, thậm chí nhiều kẻ vào hàng quan đầu triều lại câu kết với quân xâm lược. Còn nhân dân thì rên xiết dưới nạn bức bách và bóc lột của quan lại. Tuy vậy, họ là một nước lớn, lớn lắm. Nếu ví nước họ như chiếc áo, thì nước ta bất quá chỉ bằng chiếc đai áo. Cho nên họ vẫn đủ sức xâm lăng nước ta khi họ muốn. Và lại trong lịch sử của ta, từ thời dựng nước, họa phương Bắc vẫn là cái họa bao trùm. Bởi vậy, ngay cả khi nước họ ở vào thế suy tàn, ta vẫn cứ phải canh chừng. Vừa nghe quan khu mật sứ nói, các ông thông phán, tổng quản vừa nuốt nước miếng ừng ực, dường như các ông đang chia lo nỗi lo của triều đình. Mai Mạnh Minh vừa dừng lời, tổng quản liền lên tiếng: "Bẩm mệnh quan, đầu của hạ cấp còn ở trên cổ thì vùng biên ải Vạn Ninh này vẫn nguyên vẹn là đất đai của tổ phụ, không kẻ nào lấn cướp được một tấc một gang. Xin mệnh quan an tâm." "Xin mệnh quan an tâm," viên thông phán nói theo. Sau lễ thượng nguyên, trời ấm hẳn, dân vùng Bố Hải Khẩu nô nức chuẩn bị lưới chài, thuyền, mảng ra biển đánh cá. Không khí thật là tấp nập. Dân trong vùng vốn chuyên nghề nông, nhưng mấy năm nay triều đình sắc dụ cho những nơi có biển, có rừng được phép mở mang việc tìm nguồn lợi từ rừng và biển. Nhà nước không đánh thuế, trừ các sản vật cực quý quy về sáu sắc thuế như đã ban từ triều Thuận Thiên. Dụ còn khuyến cáo dân mở mang nghề chài lưới, khai thác nguồn lợi từ biển. Nếu thiếu vốn liếng, nhà nước sẽ cho vay trong 3 năm mà chỉ phải hoàn vốn, chứ không tính một phân lãi nào. Ngoài ra, nhà nước còn khuyến khích cho những ai muốn mở mang nghề chài lưới hơn nữa sẽ được hoãn nợ thêm 3 năm mà vẫn không phải trả lãi. Dân đang hồ hởi vào mùa vụ làm ăn thì quan tri phủ sự về làng bố cáo rằng phủ chọn vùng Bố Hải Khẩu này làm nơi nhà vua sẽ về cử hành lễ tế thần nông và cày ruộng tịch điền vào đầu tháng 2. Quan Tư Thiên Giám từ Thăng Long đích thân về chỉ dẫn việc đắp đàn. Quan phán phủ sự đưa hẳn một đô quân tới để quan Tư Thiên Giám sai bảo trong việc đắp đàn. Dân sở tại chỉ phát cỏ, sửa đường cho bằng phẳng, phong quang làng xóm để chờ ngày đón vua. Dân chúng cũng kéo nhau vào chùa làm công quả, giúp nhà chùa dọn dẹp, quét tước sân ngõ, lau chùi bàn ghế, cửa giả, phòng ốc và tỉa xén cây cảnh, nhổ cỏ vườn chùa. Thiền sư đang tĩnh tọa trên kỷ uống trà thì đám trẻ trong làng đã lục tục cắp sách bước vào sân chùa. Lũ trẻ đi học không cùng một lứa, có đứa chỉ độ 6-7 tuổi, lại có đứa tới 15-16 tuổi. Loáng thoáng có vài đứa lớn lộc ngộc tuổi chừng 18 đôi 10. Chung quy lứa đông nhất từ 9 đến 12 tuổi. Nhưng dù bé hoặc lớn, khi vừa đặt chân vào cổng chùa, thầy đều im lặng, bước đi nhẹ nhàng, cử chỉ từ tốn. Điều lạ là trong đám học trò đông đúc tới 30-40 trẻ đó lại không hề có một bé gái nào. Đám học trò đến trước kỷ nơi thiền sư đang uống trà đều chắp tay cúi đầu vái thiền sư 3 vái. Một vài cậu lớn tuổi đến hầu hạ thiền sư và chờ sai bảo, số còn lại tản về đầu nhà trải chiếu kín 3 gian, ngồi ngay ngắn, hàng ngũ chỉnh tề, bé ngồi trên, lớn ngồi dưới. Trước mỗi cậu đặt vài cuốn sách, 1-2 chiếc bút lông thỏ, và cứ mỗi hàng 5 người đặt 2 nghiên mực để dùng chung. Trong khi thiền sư đang uống nước, các học trò xem lại bài cũ, mấy cậu lớn thì mài mực. Một lát, thiền sư ra đứng lớp. Lập tức, một trò lớn bê ngay chiếc đôn đặt bên cạnh thầy rồi chắp tay vái: "Kính thầy an tọa." Thiền sư nhìn người học trò với cách nhìn thiện cảm, ngài ngồi xuống và hỏi: "Hôm qua các con đã chép bài gì rồi?" "Bạch thầy, bài Thức Tự ạ." Nhiều tiếng đáp cùng một lúc. Thiền sư nhìn khắp lượt đám học trò rồi gọi: "Nhâm." "Dạ." Một cậu bé độ 10 tuổi vừa dạ vừa ngước nhìn thiền sư. Cậu bé có đôi mắt thật sáng với cách nhìn trong trẻo. "Chờ xem thầy truyền dạy điều gì." Cậu bé này có cái đầu mới cạo trắng hết chân tóc, chỉ còn để 2 chòm trái đào ở 2 bên đỉnh đầu.
hôm nay có cái đầu mới cạo, cha mẹ cho cậu mặc chiếc áo dài lụa nâu còn mới. Cứ mà nhìn tướng mạo người học trò nhỏ mang tên Nhâm, Nhâm Biến Vi Vương, thiền sư thầm nghĩ, ngài quên khuấy việc đã gọi tên người học trò. Cậu học trò nhỏ chờ mãi, bèn mạnh dạn lên tiếng, bạch thầy, con đọc to cho cả lớp nghe bài mà con chép hôm qua. Cậu bé bèn nâng quyển vở chép tay, mở đúng trang, đọc rõ ràng mạch lạc từng chữ, từng câu. Thức tự, sơn hữu lang, lạp nhân mưu bộ chi, thiết tịnh sơn hạ. Đại thư tường thượng viết, hạ hữu lang tịnh, hành nhân chỉ bộ, hữu bất thức tự giả, ngộ xúc chi, đọa tịnh, đại hô cầu viện, ký xuất, nhân chỉ tường thượng tự cáo chi, nãi thán viết, ngô cầu thức tự, khởi chi thử tai. Thiền sư nhìn khắp lớp học, đám trẻ im phăng phắc, lắng nghe bé Nhâm đọc. Duy có dăm bảy cậu ngồi phía dưới, khi nghe thấy cậu đọa tịnh, bèn nhếch mép cười. Sư thấy mấy cậu này hiểu nghĩa bài học. Ngài chỉ tay về cuối lớp nói, các con, bây giờ ta cắt nghĩa, nghĩa bóng ta sẽ giảng cho các con, nhưng nghĩa đen các con tự tìm hiểu lấy. Gặp chỗ nào khó, ta sẽ giúp các con. Mấy trò lớn thay nhau nói, dần dần các trò nhỏ cũng mạnh dạn nói thêm vào với các anh lớn cho rõ nghĩa. Lớp học từ rời rạc đến náo nhiệt, mỗi trò, mỗi ý thật là vui. Cái khéo của vị thiền sư này là biết gợi cho những đầu óc non trẻ kia sự tự tin và ham làm việc. Các con, thiền sư nói, vậy là các con đã hiểu được nghĩa đen của nó. Bây giờ ta tóm thâu ý của các con về bài học như sau. Biết chữ, trong núi có chó sói, người đi săn bày mưu bắt nó, đặt bẫy ở dưới chân núi. Viết chữ lớn trên tường rằng, phía dưới có hố chó sói, người đi đường hãy dừng bước. Có người không biết chữ, lỡ rào bước vào, xa xuống hố, kêu lớn xin cứu giúp. Khi người đó đã ra khỏi rồi, người ta trỏ chữ viết trên tường mà báo cho biết. Người đó bèn than rằng, nếu ta biết chữ thì đâu đến nỗi này. Các con, thiền sư chống cây thiền trượng, đứng dậy nhìn thẳng vào đám học trò đang hau háu nhìn ngài và chờ nghe giảng. Với vẻ trìu mến, thiền sư gặng hỏi, con nào nói thử xem chuyện biết chữ này nhằm nêu lên cái gì? Cậu bé có cái đầu mới cạo, ngọ nguậy như muốn nói, nhưng cậu lại ngồi sát chân thiền sư, mà ngài thì đang hướng tầm mắt về phía giữa và cuối lớp. Chợt một anh cao song dòng ngồi cuối lớp, vòng hai tay vái thiền sư. Bạch thầy, chuyện này bảo cho ta hay, nếu không học thì chẳng biết gì à? Nói xong, cậu lại vái thiền sư rồi ngồi xuống. Lúc này thiền sư đã nhìn thấy cậu bé có cái đầu chọc mới cạo và đôi trái đào. Cậu vẫn tỏ ra muốn nói. Thiền sư liền trỏ vào cậu ta. Nào, con nói cho mọi người cùng nghe điều mà con nghĩ. Bạch thầy, như chuyện này, bảo cho mọi người biết, nếu không học sẽ đi vào chỗ chết ạ. Nhiều bé khác đều xin nói, nhưng ý tứ không hơn gì mấy cậu nói ban đầu. Thiền sư dáng trầm mặc, đầu hơi cúi, chiếc mũ nâu ôm khít lấy đầu, chiếc áo dài nâu buông kín gót, chân đi dép cỏ, mỗi bước đi của thiền sư êm nhẹ, khiến ta có cảm giác như người đang dẫm lên một tấm thảm nhung. Thoát người lại đứng ở đầu lớp, nhìn khắp đám trẻ, ngài nói, này các con, từ cái người không biết chữ kia đã dẫn tới sự mù quáng, thực chẳng khác người mù, khiến suýt nữa thì mất mạng. Vì thế mà các con bảo, nếu người ta không học, không học cũng tức là không biết chữ, mà không biết chữ thì chẳng biết gì. Và nữa, nếu họ không học sẽ đi vào chỗ chết, như người sa xuống hố bẫy chó sói. Như thế nghĩa là các con đã hiểu bài. Tuy nhiên ta nói rộng ra một chút, các con nên nhớ nằm lòng, để sau này ra giúp đời, lấy đó làm điều răn. Người đi đường kia vì không có học nên không đọc được dòng chữ mà người bẫy chó sói đã cảnh tỉnh trên bức tường. Vì không biết chữ nên người đi đường kia vẫn cứ thản nhiên rảo bước. Kỳ thực anh ta đang đi vào chỗ chết mà không tự biết. Tới khi sa xuống hố bẫy rồi, chỉ còn biết kêu cứu. Giả như không có người qua đường biết mà cứu, chắc anh ta sẽ mất mạng. Ta nên biết rằng con vật kia vì ngu ngốc
nên sa hố mà chết. Con người vì không có học hành, không biết chữ nghĩa, cũng bị sa hố bẫy như con vật. Cho nên, con người ta nếu không được học hành để mở mang trí tuệ, thời chẳng khác gì con vật. Lại nói rộng ra việc xã hội, nếu con người dốt nát ngu muội kia mà dẫn dắt cả gia đình vợ con đi theo, ắt cả nhà anh ta sẽ sa xuống hố bẫy mà chết. Lại giả như có một người ngu muội như người bộ hành không biết chữ kia làm xã trưởng chẳng hạn, thì ông ta sẽ làm gì? Các con có biết không? Thiền sư bất ngờ gặng hỏi. Đám trẻ ngơ ngác một thoáng rồi đồng thanh đáp: ông xã trưởng dẫn cả xã đi vào hố bẫy chó sói ạ. Thiền sư lại hỏi: nếu trong một phủ mà ông chi phủ sự là người ngu tối, chữ nghĩa không biết, đạo lý không thông, các con có biết ngài dẫn dắt con dân trong phủ đi về đâu không? Lại một thoáng im lặng, rồi đám trẻ òa lên: bạch thầy, quan phủ dẫn con dân đi vào hố bẫy chết người ạ. Chợt có tiếng vang lên từ phía cửa ngách thông vào nhà đại bái: nếu quốc vương của một nước mà là người ngu tối, thì ngài dẫn dắt con dân cả nước đi đâu? Cả thiền sư, cả lớp học đều ngơ ngác, bởi không một ai trong vùng mà lại dám hước ngạo với thiền sư như vậy. Còn chưa hết ngơ ngác đã lại bàng hoàng. Một người bước vào vừa đường bệ vừa oai phong, ngài vận tấm áo dài đỏ, đội mũ bình đính, chân đi hia. Người đó chính là Đức Kim Thượng, vua Lý Thái Tông. Thiền sư rảo bước về phía nhà vua, vua Thái Tông cũng bước mau về phía nhà sư. Thiền sư cúi đầu: bần tăng kính chào bệ hạ. Nhà vua cũng nghiêng mình: bạch thiền sư. Vua và thiền sư cùng vái nhau. Bỗng một tiếng học trò từ cuối lớp cất lên: bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Cả lớp đồng thanh hô. Nhà vua nhìn đám học trò, ngài mỉm cười với vẻ độ lượng. Một lát, ngài vẫy tay cho đám trẻ im lặng. Đoàn tùy tùng lúc này đã theo vua vào nhà đại bái. Họ đứng rải rác sau vua và quanh mấy khuôn cửa ra vào. Đám học trò ngồi im phăng phắc, mắt dõi nhìn nhà vua. Tất cả bọn chúng đều không ngờ lại có diễm phúc được diện kiến đức vua. Vua Thái Tông nói điều gì nhỏ lắm với thiền sư, đoạn quay ra dụ bảo lớp học trò: các thiếu niên, ta có đứng xem và nghe các thiếu niên học hỏi. Ta mừng rằng cha mẹ các con đã gắng cho các con đến chùa theo học. Thiền sư không chỉ dạy cho các con biết chữ, mà còn dạy cho các con biết làm người. Con người khác con vật ở chỗ có trí tuệ. Muốn trí tuệ phát khởi được thì phải học. Chính nhà chùa đang khai trí cho các con. Có chữ nghĩa, có trí tuệ, con người sẽ không còn hung dữ và ngu khờ như con chó sói nữa, sẽ không bị mắc vướng vào bất cứ một thứ cạm bẫy nào nữa, chứ không chỉ riêng hố bẫy sói. Vậy thời các con cứ chịu khó học đi, nay mai ta sẽ cho mỗi châu phủ mở một trường, chọn các học trò giỏi từ các chùa làng cho vào đó học, để huấn hỗ thành tài, dùng cho nước. Thiền sư nói lời cảm tạ ân đức của Hoàng thượng, đã ban tới nơi thôn cùng xóm vắng. Nhà chùa sẽ hết lòng đem hồng ân của Phật tổ và phúc hạnh của triều đình nhuần tưới cho chúng sinh, trước hết là sự khai trí và dưỡng tâm.